Em Ân ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video này ngày hôm nay của em Thiên Ân nha. Đó, thì hôm nay em Ân sẽ gửi đến cho quý anh chị mình một căn nhà 4 tầng mới xây, chưa ở lần nào luôn, nội thất trang trí đầy đủ. Đó, và căn nhà của mình hôm nay sẽ tọa lạc tại khu đô thị Hà Quang 2, trực thuộc trung tâm của thành phố Nha Trang nha quý anh chị, thuộc phường Phước Hải. Đó, thì vị trí này mình kết nối đi ra biển trung tâm của Trần Phú, Nha Trang thì mình đi tầm là 2,5 km thôi. Tức quý anh chị di chuyển khoảng hơn gần 10 phút, chưa tới 10 phút là ra tới biển rồi. Đó, thì khu đô thị Hà Quang 2 là nó có một cái vị trí cực kỳ đắc địa luôn quý anh chị. Đắc địa có nghĩa là bậc nhất tại Nha Trang luôn. Tổng diện tích của khu đô thị này là khoảng 65 hecta quý anh chị. 65 hecta tọa lạc tại là phường Phước Hải, trung tâm của thành phố Nha Trang. Đó, nó sẽ tiếp giáp phía tây là tiếp giáp với sông Quán Trường và vườn vành Đai 2. Phía đông là giáp với đường 23 tháng 10, phía đông là giáp với đường Lê Hồng Phong. Đó, vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Và cái vị trí em đứng đây là đường số 13, con đường trục chính của khu đô thị Hà Quang 2, kết nối hướng này ra tới đường Lê Hồng Phong cũng như là kết nối ra tới khu vực ga Nha Trang, kết nối đi biển luôn. Đó, đi ra Lê Hồng Phong mình đi khoảng 800 m. Đó, và cái hướng này là mình sẽ kết nối đi ra tới con đường vành Đai 2, đi qua cái khu tái định cư của nút giao Ngọc Hội, là cái nút giao mà gọi quan trọng nhất của Nha Trang á, kết nối tuyến đường vành Đai 2 đi từ sân bay Cam Ranh đi vào trong trung tâm của thành phố, và cũng như là kết nối dọc theo hướng phía tây Nha Trang đi qua các khu đô thị phía tây Nha Trang. Đó, và kết nối đi ra 23 tháng 10 luôn. Đó, thì cái trục đường này là trục đường chính nè, cũng là ở đây thì có rất nhiều các tòa nhà văn phòng người ta xây lên để kinh doanh cũng như là các khu biệt thự ha. Đó, thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho quý chị một căn nhà. Nó sẽ nằm cách cái đường chính này là chỉ khoảng là 50 m thôi. Nó tọa lạc tại con đường là con đường số 12 ND nè. Đó, đầu đường có một cái căn nhà shop house rất là bự người ta đang xây nè, để cho các khu Hàn Quốc người ta thuê. Ở đây thì khách Hàn Quốc tới đây thuê rất là nhiều quý chị. Khu Hà Quang 2 giống như là một cái địa bàn của người Hàn vậy đó, người ta rất thích ở đây. Cho nên là quý chị mà có một căn nhà ở đây á, mình có thể vừa ở, vừa kinh doanh, vừa có thể cho khách Hàn Quốc họ thuê cho quý anh chị. Đó, hoặc là mình có thể làm cái văn phòng công ty, làm spa. Đó, hoặc là mở quán cà phê nhỏ nhỏ cũng được. Đó, thì căn nhà mẹ muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay sẽ là căn nhà này nha quý chị ha. Đó, căn nhà này. Đó, thì căn nhà này sẽ là căn nhà mới xây luôn quý chị, mới xây kiên cố. Một trệt, 3 tầng lầu. Có ban công rất là mát luôn. Đó, và căn này thì công năng sử dụng á, là một cái sân ô tô, có thể đậu được xe ô tô 7 chỗ nè. Một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và tới 5 nhà vệ sinh. Và 4 phòng ngủ này đều có là nhà vệ sinh bên trong. Nội thất đã trang bị nội thất đầy đủ luôn. Diện tích đất là ngang 4 m, sâu vô trong là 20 m, tổng diện tích là 80 m². Quay mặt về hướng đông nam nha quý anh chị, rất phù hợp cho những anh chị mình có cái mệnh là Đông Tứ Trạch. Và cái trục đường này là trục đường này rộng khoảng là 12 m nha quý anh chị. Đó, đường 2 m thông ra đường kia, nó tức là đường thông ra tới ngoài kia cũng có một con đường song song con đường số 13 kết nối ra thẳng lại luôn, ra đường số 13. Kết nối hướng này là sẽ ra lại cái đường là đường số 4 là đường Thích Quảng Đức, cũng là trục đường chính kết nối 7 khu dân cư phía bắc, phía tây Nha Trang như là An Bình Tân, Phước Long A, Phước Long B, Vincent Phước Long, Vincent Phước Hải, Hà Quang 2. Nó song song với trục đường vành đai 2 quý chị, kết nối ra đại lộ Nguyễn Tất Thành để kết nối đi sân bay Cam Ranh luôn á, là trục đường huyết mạch của Nha Trang. Đó, cho nên là quý anh chị có thể nắm rõ được cái sơ vị trí ha. Đó, thì cái vỉa hè mình cũng rất là rộng rồi quý anh chị. Vỉa hè này rộng khoảng 3 m rưỡi, ô tô có thể đậu trước nhà thì được. Đó, và sau đó mình chạy vô trong nhà. Thì đầu tiên nhà mình sẽ trang bị một cái cổng sắt rất là chắc chắn và kiên cố đâu quý anh chị. Cổng sắt 4 cánh. À, cổng sắt 4 cánh sơn tĩnh điện màu đen nè. Mở hết 4 cánh ra là mình có thể chạy ô tô vô thoải mái luôn nha. Đó, phía trên này thì chủ cũng càng làm một cái khung sắt bảo vệ cho nên rất là chắc chắn, an ninh ha quý anh chị. Đó, thì cái, phía trên đây là cái mặt dựng nhà. Thì phía trần nhà đây, thì phía trước đây là chủ họ cũng ốp trần thạch cao luôn nè quý anh chị. Ốp trần thạch cao rồi xong sơn cái màu giống là màu giả gỗ á. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, và nhà mình thì phía trước là chủ họ ốp cái gạch sân vườn thì rất là sạch sẽ đó quý anh chị, cống trượt cho nên là, và hai bên này chủ họ cũng làm cái bồn hoa trang trí nè quý anh chị, để trồng mấy cái cây như cúc quân tử đồ này, mình có thể về trồng thêm hả quý anh chị ha, nhìn cho cái nhà mình nó có một cái không gian xanh mát ha. Thì tiến vô khu vực phòng khách thì đầu tiên nhà mình sẽ trang bị một cái cửa kính nhôm sinh pha 4 cánh, kính cường lực rất là rộng rãi luôn, to bản. Rồi, cái mặt trước đây là chủ họ ốp đá hoa cương màu đen. Đó, vô trong đây là chủ họ ốp gạch, gạch đây là gạch men, mà men giả đá nè quý anh chị, vân mây nè.
Đó, còn cái chủ đã trang bị sẵn cho mình một bộ sofa nệm rất là xịn sò luôn quý anh chị ha. Bộ sofa này cũng rất là đắt tiền quý anh chị. Đó, bên đây là khu vực cái để tivi, kệ tủ này, rất là nhiều học tủ. Cái mảng tường bên đây chủ họ cũng ốp một cái lớp PVC nhựa. Nhựa nha quý anh chị, nhựa cho nhưng mà giả đá nè, giả đá nhìn cái tưởng đâu là đá nhưng mà thật sự đây là nhựa thôi. Đó, làm cái mảng tường rất là đẹp. Đây là một lớp kính nữa nè, kính cách thủy nè. Đây có một cái kệ tủ bên đây nữa. Kệ tủ bên đây thì mình có thể chị em có thể để giày dép trong đây hoặc là mũ bảo hiểm trong đây. Đó, tha hồ chị em có thể diện những cái đôi giày của mình ha. Cho anh đây có thể để túi xách trên đây. Rất ok luôn. Cửa trước chủ có làm hai lớp rèm luôn. Rèm mỏng với một lớp rèm dày. Với là hướng mình là hướng đông nam cho nên là mát mẻ cực kỳ. Rồi. Thì cái chỗ này là cái khu vực cầu thang đi lên hả quý anh chị ha. Cầu thang là để ngăn cách giữa cái khu vực không gian phòng khách và cái khu vực không gian phòng bếp với mình ha. Rồi. Ở dưới khu vực cầu thang thì chủ họ cũng tận dụng cái không gian phía dưới, họ làm một cái tủ, một cái tủ âm vô trong để mình có thể để những cái vật dụng phong thủy hay là diện những cái chai rượu của mình ha, chỗ đây ha. Cũng rất là tiện ha. Bên đây chủ cũng trang bị cho mình một cái tủ lạnh inverter hai cửa. Dạng cũng là hàng cao cấp của anh chị ha. Ngăn tủ cũng rất là nhiều cho nên chị em mình có thể thay đồ để đồ khô cho đây ha. Có một cái ngăn tủ phía dưới nữa. Gỗ này chắc là gỗ gỗ tự nhiên ha. Đó thì khu vực bếp bên đây cũng có một cái kệ tủ nè quý anh chị. Đó là kệ tủ có mấy cái vách ngăn vách kính nè. Đó nhìn rất đẹp quý anh chị ha, theo hồ mà chị em có thể là diện những cái vật dụng nhà bếp đó, hoặc là anh có thể để những cái vật đồ của mình lên. Đó. Thì chủ cũng họ cũng trang bị cho mình một cái bộ bàn ăn rất là xịn sò luôn mà quý anh chị. Bàn này bàn tròn, bàn xoay này giống như trong mấy cái nhà hàng á. Đó, mình cũng có một cái bộ bàn, đó, mấy cái ghế 2 4 6 cái ghế. Ghế bọc da nệm rất là êm luôn ha. Rồi, bên đây sẽ là khu vực không gian bếp, nơi quyền lực của nhất của chị em phụ nữ ha. Cái bếp này chủ họ có vẻ là rất là chú trọng đến hạnh phúc gia đình cho nên làm cái bộ bếp rất là hiện đại và nó rất là rộng luôn. Đó. Cho nên là tới ha, bình thường là người ta chỉ làm có một cái lớp cửa ở trên đây thôi. Chủ làm thêm một cái lớp cửa ở trên nữa, cái tủ ở trên nữa, rất là nhiều ngăn luôn. Đó, cho nên là tha hồ mà chị em có thể để son nồi chén mát lên đó ha. Đó, em mở thử cho quý chị xem nè. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn quý anh chị. Lần đầu tiên thấy một cái bộ bếp như thế này luôn á, quá đỉnh. Đó. Đây là cái bồn inox. Mà kiểu như là bàn thông minh rồi quý anh chị, nó thông minh nè. Đó, xịt bé thiệt. Đó, em quay quăng lại. Mặt đá hoa cương, có sẵn một cái bếp từ hiệu Latino. Rồi cái này có một cái bếp đây là cái hút mùi nữa nha. Chỗ này có chế quý anh chị để ông táo nè. Đó, quá rộng luôn. Rồi, bên đây thì chủ cũng làm một cái mảng tường bên đây. Ốp một cái lớp lam gỗ nè, đây là lớp kính cách thủy nè. Phía sau đây là khu vực giếng trời. Giếng trời và một cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh. Đó, giếng trời nè, làm khung sắt bảo vệ rất là chắc chắn. Và đặc biệt nha quý anh chị, chủ họ có làm một cái bồn rửa tay ở ngoài đây. Rất là tiện lợi nếu quý anh chị mà có gia đình mà mình có khách á. Mình đi khi mình sinh hoạt xong mình ra đem rửa tay mình không cần phải chui vô đây. Nó cũng rất là tiện thôi quý anh chị. Đó. Ở đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Đó, vòi sen, máy nước nóng đầy đủ. Nói chung là không thiếu cái gì. Gạch ốp cũng rất là cao quý anh chị ha. Cao tận trần luôn. Rồi, ok. Giờ thì em sẽ tiến lên khu vực không gian tầng thứ nhất cho quý vị xem này. Này quay cho quý vị xem cái bóng cái đèn ở trên nè. Nhìn rất đẹp luôn quý anh chị, đèn đó. Ở tầng thật cao làm theo bộ đèn chùm rất đẹp luôn và hiện đại luôn. Nhìn thích liền. Còn đây là cái đèn phòng khách nè, nhìn nó cũng rất là đẹp luôn và hiện đại luôn. Đó, quên quay luôn cho quý anh chị xem ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ lên khu vực cầu thang. Cầu thang tay vịn là bằng gỗ nè, lớp kính cường lực. Cái cầu thang này cũng rất là rộng nè, còn 1m2 á quý anh chị. Đó. Cái mấy cái bậc tam cấp này là trụ họ ốp đá hoa cương luôn nha. Đó. Giữa nhà mình sẽ một cái giếng trời ở giữa nè. Giếng trời, đó. Nó thì trên đây sẽ là khu vực tầng thứ nhất.
Thì mỗi tầng chủ sẽ trang bị hai phòng ngủ, và hai phòng ngủ này đều là phòng ngủ master, bởi vì sẽ có nhà vệ sinh bên trong. Đó, nhà mình có 5 cái nhà vệ sinh và 4 cái phòng ngủ đều có một cái nhà vệ sinh riêng. Đó, thì tiến vô trong thì cửa này, cửa họ chủ họ sử dụng một cái cửa gỗ rất là chắc chắn. Gỗ này rất là gỗ, chắc là gỗ nguyên khối nè. Từ một cái tấm gỗ lớn nè, xong họ làm cái gỗ cầu cửa này. Cái cửa này rất là bền luôn, anh chị dùng biết bao nhiêu năm mới hư được. Rồi thì đầu tiên thì mình có một cặp phòng ngủ, và là phòng ngủ này thì là có nhà vệ sinh bên trong. Và nhà vệ sinh này thì rất là rộng luôn quý chị. Ốp gạch cao rồi, tận trần luôn. Đó, lavabo mặt đá. À, có cái kính cảm ứng điện nè. Đẹp hơn. Có cái này để móc khăn đồ lên nè. Máy nước nóng đầy đủ. Đó. Máy nước nóng đầy đủ. Đó. Cầu kính là kính nhôm xin phe, kính mờ. Thì ngoài đây thì chủ cũng trang bị cho mình một cái kệ tủ rất là lớn luôn quý anh chị. Kệ tủ nè, cho chị em có thể để tất cả những cái đôi giày, đôi túi xách lên đây. À, rất là nhiều tủ ngăn. Chỗ này có một cái kệ tủ để chị em có thể để tivi. Gia đình mình có thể để cái tivi lên đây. Bản tường này thì chủ họ cũng làm một cái miếng nhựa, nhìn cái vân gỗ này đẹp không? Đó, này có một cái kệ tủ. Rất là nhiều kệ tủ luôn. Đó, cho mình một cái giường, giường này cũng khoảng mét 7 ha. Giường này khoảng mét 6 nha quý anh chị, có sẵn một cái nệm. Đó, hai giường đầy đủ, nó có kẻ cái tủ đầu giường luôn. Có cắm sạc điện thoại luôn. Cũng có trang bị máy lạnh luôn. Rồi đây là cái tủ quần áo rất là to rồi quý anh chị. Đó, một cái kính trong suốt. Còn bên đây sẽ là một cái kệ nữa. Rất là nhiều kệ tủ luôn quý anh chị. Rồi về nhà mà phòng này là phòng đẹp, bởi vì nó sẽ có cái ban công nha quý anh chị. Chỗ này có cái bàn trang điểm cho chị em nữa nè. Bàn trang điểm nó thiếu ghế thôi. Đó, đây có kệ tủ nữa. Bây giờ em mở cái cửa ban công cho quý anh chị xem nha. Ban công rất là mát luôn quý anh chị. À, nhìn khu dân cư Hà Quang 2. Đó, đối diện mình có hai quán cà phê luôn nè quý anh chị. Thích cà phê buổi sáng ra để ngồi uống thôi, khỏi cần đi đâu xa. Đầu đường cũng có mấy quán. Đây cà phê nhiều lắm quý anh chị. Đó, cái ban công rất là mát luôn. Cái lan can này chủ làm rất là cao nha, rất là an toàn nha quý anh chị. Cao lắm. Chỗ này cũng có một cái chỗ này có thể không biết làm gì đây. Chắc định trồng cây gì đó sao á. À, rồi bây giờ mình sẽ qua khu vực cái phòng ngủ thứ hai hả mình. Đó, phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì cũng sẽ có nhà vệ sinh bên trong thôi quý anh chị. Nhà vệ sinh này thì nó không có rộng bằng bên kia, nhưng mà cũng rất là đầy đủ. Tiện nghi luôn. Đó. Bật cái này lên cho đẹp. Đó. Rồi, bây giờ phòng ngủ này thì cũng sẽ đầy đủ. Tiện nghi luôn, phòng này giống như phòng cho con gái nè. Trang bị màu hồng rất là đẹp nè, cái tủ màu hồng nhìn rất là cute dễ thương luôn. Đó, cái giường cũng màu hồng luôn. Đó, chị em mà thích màu hồng thì chắc là sẽ rất là thích cái phòng này luôn á. Trang bị đầy đủ luôn. Bàn trang điểm, à bàn làm cái tủ đầu giường chứ. Còn ở đây mới là cái bàn trang điểm nè. Cũng như làm bàn làm việc luôn, có cửa sổ luôn nha. Đó, cửa sổ cũng rất là thoáng ha, tuy không có ban công nhưng mà có cửa sổ, bởi vì nhà ở đây xây nhà nào cũng xây thuộc phía sau làm giếng trời hết đó quý anh chị, cho nên là có thể mở cửa sổ được. Đó, có kẻ rèm luôn nè. Đó, rèm xuống, cho nên là có nóng thì cũng không có lo là bị nắng ha, không kéo lên lại. Đó, nhìn rất là đẹp quý anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên khu vực cái tầng tiếp theo, sẽ là tầng 3. Nhà này mà quý anh chị mình mà có đại gia đình ở rất là phù hợp luôn, bởi vì nhà mình làm tới 4 cái phòng ngủ. Nhà mình mà có đại gia đình mà chuyển vô Nha Trang ở sinh sống định cư, dự là đi công tác mà chuyển gia đình hết vô đây luôn á, thì căn này rất là phù hợp quý anh chị ha. Đó. Nhà mình có giếng trời trên giữa nhà cho nên rất là mát luôn và thoáng, cũng như là ánh sáng ngập tràn hả quý anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ khám phá cái phòng ngủ thứ ba quý anh chị. Phòng ngủ thứ ba thì em cũng giống như cái phòng ngủ thứ nhất ở dưới á nè, có máy lạnh nha, giường đó, tủ cũng như là bếp, cái tủ đầu giường. Mảng tường bên đây cũng ốp cái miếng PVC nè, giả vân gỗ nè,
rất đẹp hơn quý anh chị. Giường gỗ luôn, giường này không biết có ngăn không. Rồi cái quay quay sơ cái ban công này chứ không có mở. Đấy, ban công là quý anh chị, ban công nó thoáng luôn nha. Trên này chủ làm cái vòm gì đây nhìn nó đẹp đẹp này. Rồi rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên khu vực cái phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ cuối cùng hả quý anh chị ha. Đó, phòng ngủ thứ tư cũng có nhà vệ sinh bên trong. Phòng này cũng giống cái phòng dưới kia nhưng mà nó khác cái màu. Phòng này thì nhìn nó không có nữ tính như cái phòng hồi nãy đâu quý anh chị ha. Cũng rất đầy đủ tiện nghi. Đó. Giường 1m6. Nệm nó nhìn rất là êm ha, cửa sổ hai bên. Ở đây thì xây đều có giếng trời cho nên là đây, đầy đủ luôn quý anh chị, không thiếu gì hết ha. Rồi. Bây giờ sẽ lên cái phòng cuối cùng coi là trên đó có gì không quý anh chị ha. Đó. Đây, lên phòng cuối cùng. Thì trên này thì mình sẽ có trên này thì mình sẽ có hai cái sân thượng luôn anh chị, sân thượng trước sau để mở cửa cho quý chị xem nè. Đó, đây thì mình có thể làm cái khu vực phơi đồ cũng như giặt đồ, cho này chủ có trang bị sẵn mình mới giặt luôn nè. Mới giặt cửa cửa ngang nè. Khung sắt hai bên bảo vệ rất là chắc chắn, cũng có mấy cái móc để phơi đồ. Đó. Gió lùa vô là khô đồ hả. Ở trên này mình sẽ có một cái phòng kho nhỏ này cho anh chị mình cất những cái vật dụng không cần thiết trong đây ha. Đó. Đó. Ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng trước này, rất là rộng luôn. Ở trên này cũng là mấy tầng đúc. Ở trên đó anh để máy nước nóng, máy năng lượng như là bồn nước nó dự trữ, cho nên là nhà mình mê đúc hết. Trên này có cái máy che anh kéo nè, để em cho quý chị xem này, có máy che này. Đó, quý chị thấy tiện lợi không? Tưởng không có chứ anh có trang bị cái máy che. Đó, cho nên là ở đây mà nếu quý chị mình có tiệc tùng gia đình mà bạn bè mà cuối tuần về đây mà muốn lên đây tổ chức ăn uống nhậu nhẹt nướng BBQ trên đây thì cũng rất là ok ha. Kéo cái này lại thì không có lo bị nắng mưa. Đó. Lan can, thành lan can đây. Rất là cao luôn quý anh chị. Đó. Đó thì căn này em với tổng kết lại nha. Tổng diện tích đất là 80 mét vuông, ngang là 4 mét, sâu 20 mét. Đó, công năng là một cái sân để ô tô. Đó. À, một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, năm vệ sinh, có sân thượng trước và sau, có một cái kho. Ở đây thì quý anh chị cũng có thể ở trên này quý anh chị cũng có thể sửa lại làm một cái phòng thờ ha. Đó, em thấy cũng làm được. Đó, ở trên này thì cũng có một cái sân thượng nữa để mấy cái bồn nước cũng như là cái bình nước nóng năng lượng mặt trời ha. Đó thì căn này chủ đang chào bán với giá là 7,2 tỷ nha quý anh chị. Đó, căn này là 7,2 tỷ vẫn còn thương lượng. Nếu quý anh chị thiện chí mình cho tới xem thực tế, mình ưng ý thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn. Và pháp lý là cái chắc chắn là quý anh chị quan trọng nhất. Đó, thì ở đây là hiện tại là hợp đồng mua bán với chủ đầu tư nha quý anh chị. Quý chị có thể tham khảo tất cả các căn nhà ở Hà Quang 2 á, là hiện tại là đang đợi ra sổ. Và hiện tại là mình sẽ giao dịch qua hợp đồng mua bán thôi quý anh chị ha. Đây quý anh chị xem nè, dân cư ở đây người ta về ta ở rất là nhiều luôn quý anh chị. Ở đây thì em thấy là những cái người mà ta làm trong nhà nước á. Đó, không như là cũng những cái chủ công ty đồ người ta về đây ta ở rất là nhiều. Bởi vì là khu vực này rất là an ninh và đặc biệt là cơ sở hạ tầng nó họ đồng bộ quý anh chị, đường nhựa hết. Điện thì điện âm. Đó, cho nên ở đây thì rất là ok quý anh chị. Đó. Và pháp lý ở đây thì hợp đồng mua bán, hợp đồng mua bán thì cũng là hoàn thiện cũng cỡ là 80% rồi. Bây giờ đang đợi người ta cấp sổ cho mình nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị quan tâm căn này thì cứ alo cho em. Đó, em ăn sẽ dẫn quý chị đi xem thực tế căn nhà. Rồi quý anh chị ưng ý thì có thể là mình sẽ liên hệ với chủ, họ sẽ mang giấy tờ hợp đồng mua bán cho quý anh chị xem. Rồi mình ưng ý thì mình có thể thương lượng trực tiếp với anh chủ ha. Rồi quý anh chị thấy hay thì nhớ like video này nha. Like video là một cái hình thức để cho YouTube người ta hiểu được à video này là nó có ích với mọi người. Đó thì người ta sẽ hướng tới những khách hàng nhu cầu thật hơn quý anh chị. Rồi quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha. Và nhấn thêm nút chuông thông báo nữa nha, để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý anh chị.
Em cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.